không? Có xả không? Rồi xả. Có lời không? À. Bút kim luôn thấy không? Bút kim đúng không? Ủa bình thường mà ta. Đó, nó ngắt luôn thấy không? Tại cái này nó có kính cho nên nó bị hạ kim đó, cái này nó kính nữa là nó giữ kim luôn thấy không? Nó kính luôn đúng không? Cái này nó chưa kính đó. Rồi hả? Quốc rồi. Ngon. À bình thường mà. Ok ok.